thứ hai là mỏ Đại Hùng. Nằm ở phía tây bắc bồn trũng Nam Côn Sơn, thêm lục địa Việt Nam, mỏ Đại Hùng là mỏ dầu thô và khí đốt đồng hành thuộc lô số 05.1. Mỏ được phát hiện vào năm 1988 và đến năm 2006, mỏ được đánh giá là mỏ có trữ lượng dầu khí tại chỗ ở mức 2P, xác suất 50%, tương đương 354,6 triệu thùng dầu và 34,04 tỷ bộ khối khí cùng 1,48 triệu thùng. Tuy nhiên, đây là mỏ dầu có số phận kỳ lạ trên thế giới khi mà người ta lại bán một mỏ dầu khí với giá 1 đô la Mỹ. Trước những khó khăn nan giải, các nhà đầu tư nước ngoài đành bỏ của chạy lấy người, để lại cho Việt Nam mỏ dầu Đại Hùng với giá tượng trưng.